Rồi, xin chào tất cả mọi người ha. Hôm nay em ra bứng cây mai chiếu thủy lá kim ha mọi người. Đây, tả nó đây. Cây này cái tàn rất là to luôn ha mọi người. Tàn này 4 5 người ôm mới hết, không hết nữa. Tàn này 5 6 người luôn á. Bụng ghê dữ lắm luôn. Tàn này mà ai bứng về chơi nguyên cây thì khỏi nói luôn, như cái gừng. Đây gốc đây, cây này thả tự nhiên lâu lắm, lâu năm lắm rồi. Giờ em sẽ tiến hành vô trong, mình sẽ hạ tông nó xuống trước. Cắt nhánh bỏ bớt. Vô từ từ ha mọi người, hạ vô từ từ với hạ cái mọt cũng không có nhìn được. Quá trời nhánh là bây giờ lôi ra không được luôn, kẹt trong này luôn. Tay chưa hết chắc nó đè nó sụp xuống luôn á. Quá trời. Ui. Nó bắt đầu đè xuống rồi. Mình thấy da lôi nhớ nha. Rồi nãy giờ em cũng đã cắt xong những cái nhánh ở trên rồi mọi người. Kéo ra cũng quá mệt luôn, nó còn nằm một đống mép bên kia luôn kìa, chỉ xô ngang cho nó ngã. Giờ cái gốc này mai chiếu thủy lá kim ha mọi người, cây này giờ mới bư ra quá khủng luôn mọi người. Hôm hổm nó còn ba cái nhánh đầu khôi không có kỹ á, bên này cắt ra rồi dòm quá khủng luôn, tai chi đầy đủ không có thiếu một nhánh luôn. Đây, em đã phân sơ sơ rồi, về còn phải chỉnh sửa lại một tí chứ không có cắt, chưa cắt sát không. Về sức thẹo thuốc rồi cho nó lành. Còn cái gốc nè mọi người, cái thân này không á, là khoảng 50 rồi đó, 50 hoành á, gần 50 hoành một thân này ha. Đây là nó dính cái bệ này, dính liền luôn nè. Cái bệ này làm như chỗ này nó nu quá mọi người, che mát mát mọi người coi nè, thấy không, cái cục tròn quay luôn nè đó, hầm như nó nu nu tròn như đó nè, không phải cái lỗ bên đây không nào, mà còn mép bên bên đối diện nữa, tròn quay luôn ha, à không, cái bể nó tròn quay luôn. Còn thân bên kia xuống đục à, nó có hai cục, hai cục đối diện bên đây, bên đây một cục nè, nè cái tay em nè ha, chứ bên đây nè. Dưới đây nó nổi một cục nhỏ nằm mép đây nè,
dính liền với cái thân này, cứ ngắt à, đây lên là mới chi luôn. Nếu mà đo đo cái bể dưới này luôn á là từ 75 tới 80 vành ha. Cái bể này dính mà, cái góc nè. Nếu đo từ cái góc này nè. Tới 4 tay em, 4 tay. Từ 75 vành á, khoảng 75 vành ha mọi người. Cái góc này quá trời khủng luôn. Cái góc này thì có khách hỏi rồi mà để gửi coi anh chịu không. Hôm hổm cũng đã có báo giá, hổm báo giá lộn rồi, quá rẻ luôn rồi. Rồi bứng nãy giờ khá lâu rồi cũng lên rồi mọi người, quá trời mệt rồi. Bứng ngon lên, bứng lên này, cây dòm quá khủng, quá lực luôn mọi người. Bộ đế nè, hết biết cái đế rồi. Này nó dính liền nha mọi người, đây chưa có kỳ sạch á, nó là một góc một á. Thân bự nè, xuống đây nè, nó là một góc một á, liền qua đây nè, nó có một góc một à, cứ ngắt cứ khừ luôn. Cái này làm như nó mai chiếu thủy mà làm như lá kim mà làm như nu nè mọi người. Ở đây một lần tròn bự nè, bên đây mà còn cục bự lắm này. Cây tai chi đồ không còn chừa đầy đủ, về chọt lại.